Xin chào quý anh chị. Ngày nay bên salon em lại về thêm một chiếc xe. Đây là chiếc Kia Cerato bản 1.6 số sàn. Và chiếc xe này sản xuất năm 2018, mới đi được đúng 4,2 vạn. 4 lốp theo xe còn rất là dày. Chiếc xe này màu vàng cát, nội thất kem. Hiện tại thì chiếc xe này bên em đang chào bán với mức giá là 450 triệu có thương lượng. Và vẫn hỗ trợ vay vốn ngân hàng được 70% nếu như anh chị có nhu cầu. Một chiếc xe số sàn 2018 phiên bản đủ. Phiên bản đủ thì có cánh gió líp vô đôi thể thao, có sạc thông minh không dây, rồi màn hình cam lùi theo xe. Màu vàng cát là một trong những cái màu trung tính. Màu này rất là sạch. Đây, có đèn xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương. Rồi, 4 lốp theo xe còn rất dày. Khe lốp còn rất là dày. Sản xuất năm 2018 đây. Tuần thứ 10 năm 2018 còn nguyên trên đát lốp. La răng phay 17 inch. Hệ thống an toàn thì gồm có 4 phanh ABS. Cảm biến sau. Hệ thống đèn chiếu sáng có đèn bi, đèn halogen và giải LED định vị ban ngày. Lâu lâu bên em mới lấy được một chiếc xe số sàn chạy ít km như vậy. Rất đẹp. Đăng kiểm bảo hành, đăng kiểm song hành cùng bảo trì đường bộ còn 1 năm nữa mới hết. Và đây là nội thất bên trong của chiếc xe chạy 4,2 vạn. Đương nhiên là keo chỉ, khung xương gầm bệ, máy số là nguyên zin rồi. Điều đấy thì không phải bàn ạ. Tất cả những chiếc xe bên em bán ra đều cam kết như vậy. Vô lăng tích hợp các cái phím chức năng. Xe này đã được dán phim cách nhiệt. Rồi thảm lót sàn 3D đầy đủ hết. Có điều hòa tự động hai vùng độc lập, màn hình cam lùi theo xe. Đó, củ số. Tất cả nguyên vẹn là nội thất theo xe hết. Ở hàng ghế thứ hai này cũng được bố trí một cửa gió điều hòa sau. Líp bô đôi thể thao. Mức độ tiêu hao nhiên liệu trung bình nó khoảng 6,9 lít theo như công bố của nhà sản xuất. Bọc vô lăng đầy đủ. Đây ạ. Dưới nắp cabo này là động cơ 1.6 lít hộp số sàn. Toàn bộ keo chỉ này, khung xương gầm bệ còn nguyên zin. Máy số nguyên zin. Mọi chi tiết quý anh chị có thể liên hệ với em theo số 0978607555 hoặc 0941337808. Xem xe trực tiếp tại địa chỉ của Luxury Cải Dương, số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương.